Các con thân mến, ở trong phần bài hát và phần trò chơi thì chúng mình đã tìm được rất nhiều từ ngữ khác nhau chỉ hoạt động rồi. Vậy chúng mình hãy cùng nhau vào bài tập số 1 nhé. Ở bài tập số 1, người ta yêu cầu các con tìm các từ chỉ hoạt động của con người trong mỗi hình ảnh. Các con nhớ nhé, chúng ta sẽ tìm các từ chỉ hoạt động của con người trong từng hình ảnh và thời gian của các con sẽ là 10 giây để tìm ra càng nhiều từ chỉ hoạt động càng tốt nhé. Bây giờ chúng ta hãy đến với hình ảnh số 1 nào. Và thời gian của các con bắt đầu. À, thời gian đã hết rồi và đáp án của cô đó chính là đọc, xem. Chúng mình đừng tìm một từ, hãy tìm thật nhiều từ nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với hình ảnh số 2 nào. Và thời gian của các con 10 giây bắt đầu. À, với hình ảnh này cô tìm được nhiều từ hơn, đó là từ ngồi. Các bạn nhỏ đúng là đang ngồi đúng không? Viết, đọc hoặc là ghi chép. Chúng ta tiếp tục nhé. Hình ảnh số 3 nào. Hình ảnh số 3 còn có cả thầy giáo và các bạn đấy. Xin mời thời gian của các con. Đáp án là nghe. Việc nghe này chính là việc của các bạn nhỏ đúng không? Và các đáp án dạy, giảng bài là việc làm của thầy giáo đúng không nào? À, từ nghe là từ chỉ hoạt động của các bạn nhỏ, còn từ dạy, giảng bài là từ chỉ hoạt động của thầy giáo đấy.